thứ gì? Các bạn đang thắc mắc lắm đúng không? Bởi vì thực ra là mình cũng biết đấy, quái gì đâu các bạn. Tôi không biết thôi các bạn, bởi vì đây là hộp quà YouTube. Hộp quà form từ YouTube. Không biết là có phải của YouTube không, không tí nữa là vui ra hộp quà của người khác chứ. Hộp quà này tôi cứ tạm gọi là hộp quà đến từ nước ngoài nha bạn. Và hộp quà này tôi cũng chưa biết là có phải của YouTube hay không, bởi vì thực ra nếu mà gửi cho tôi chắc chắn là chỉ có YouTube thôi. Chứ còn nếu mà ở Việt Nam thì sẽ là quà của người khác, chứ còn đến từ nước ngoài thì ngoài YouTube ra thì làm gì còn ai quan tâm tôi như thế nữa. Làm gì còn ai thích cái làm gì có vui. Và ngày hôm nay thì mình mới nhận được một kiện hàng từ nước ngoài rất là bự luôn ạ. To vãi cả chuối luôn. Và bây giờ mình sẽ khui nó cho các bạn coi. Bởi vì thực ra mình đang nghĩ đây là quà của YouTube. Vì YouTube cách đây mấy tháng có nói là sẽ gửi cho mình một hộp vật phẩm nào đó. Và hôm nay mình nhận được thì mình đoán chắc là có lẽ là đây đúng là cái hộp đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ khui ra để cùng các bạn xem là bên trong nó có cái gì nhá. Cái hộp này chắc vãi cả chuối luôn anh em. Kiểu nó bọc kín cái khủng khiếp, đúng là kiểu hàng hóa quốc tế gửi về á. Nó bọc mà chắc phải gấp mấy chục lần so với cả một cái hộp hàng mà bình thường mà mình nhận ở trong nước luôn các bạn. Hay mấy cái đồ mà mình mua trên mạng các bạn. Ui mày ơi. Tí nữa thì phải nhớ editor cắt cho bạn. Tí nữa thì lại phải nhớ editor cắt cho. Hộp quà này thì đúng là hộp quà của YouTube gửi cho tôi các bạn ạ. Hộp quà này là một trong những cái hộp quà mà mình nhận được bởi vì YouTube cũng như là những cái người mà anh chị của mình ở bên nền tảng YouTube, các cái vị gọi là sếp và boss ấy các bạn, thì họ rất là quý mình. Mình thì làm đến nay làm YouTuber chắc là cũng phải được khoảng 6-7 năm rồi các bạn ạ. 7 năm, 2024 là khoảng 7 năm rồi. Mình cũng có quen một số các anh các chị ở bên nền tảng YouTube, chứ không chỉ đơn giản là mình làm kênh như bình thường và không có kết nối gì nữa. Bởi vì được cái là tôi cũng chăm anh em ạ. Tôi cũng gọi là siêng tham gia các sự kiện của YouTube này, rồi cũng cố gắng là connect, rồi thậm chí là có lần tôi còn sang nước ngoài cũng như là đi tham gia sự kiện cái creator day của YouTube nữa. Rất nhiều thứ, nói chung là làm YouTuber chả nhẽ thì lại không đi sự kiện của YouTube. Tôi thì tôi rất là chăm chỉ và tôi thực sự là muốn YouTube tại Việt Nam cũng phát triển, bởi vì đây là nơi mà mang đến cho tôi tất cả những gì mà tôi đang có, từ công việc, từ sự nghiệp cho đến cái việc mà các bạn biết đến kênh mình và xem mình ngày hôm nay cũng là nhờ một phần là trong quá khứ là đến từ YouTube. Nên thực sự là với YouTube thì mình rất là respect. Và ngày hôm nay thì có một chị yêu của tôi đã tặng cho tôi cái này đến từ YouTube. Chị tên là chị Phương. Thì cảm ơn chị Phương nhé. Nếu mà chị có vô tình xem được video này, còn em biết là chị sẽ không bao giờ xem kênh em đâu, trừ khi kênh em mà bị gậy bắn cuối hoặc kênh em bị chết luôn thì chị mới xem thôi, chứ còn bình thường chị sẽ không xem đâu. Nhưng mà nếu chị có vô tình xem thì cảm ơn chị nhé. Tôi cũng chưa biết ở đây cái hộp gì các bạn ạ. Đây từ từ tôi sẽ nhờ cameraman show ở đây. Đấy bạn nhìn nào, ở trong cái hộp này thì nó có cái chữ YouTube lù lù ở đây rồi. Và ở đây thì có chữ là thank you. Thank you ở Việt Nam mình dịch ra tiếng Việt tức là tạm biệt. Ông caramel ông đừng cười. Thank you tức là cảm ơn nha các bạn. Ở đây thì mình cũng chưa biết là bên trong này nó là cái gì, bởi vì hộp quà này hoàn toàn ở bên ngoài là chúng ta có thể thấy là chỉ có YouTube thôi. Bây giờ thì tôi sẽ khui cái hộp này ra nha các bạn, bởi vì tôi cũng đang rất tò mò rồi, các bạn đang rất tò mò rồi đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là video mà không đủ dài 8 phút thì không bật được quảng cáo. Nên là tôi ngồi tôi tào lao để các bạn nghe thôi. Để trong một cái video chẳng nhẽ bây giờ tôi làm một cái video dài có 2 phút lên Facebook thì nghe nó mắc cười à. Thực ra là cũng muốn tâm sự các bạn ạ, nói đùa dẫn vui vui vậy thôi, nhưng mà cũng muốn tâm sự bởi vì thực ra là nhận được cái quà từ bên YouTube các bạn, nó giống như kiểu là công ty gửi quà cho nhân viên các bạn, và mình cảm thấy rất là happy mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc, nên cũng muốn tâm sự đôi lời thôi. Bây giờ không nhiều lời nhá. Mở là mở thật này. Open. Ten ten ten. Ten ten ten. Ten. Ten 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 ten. Vậy là chúng ta vẫn chả thấy gì. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây có một cái logo rất là to. Logo YouTube các bạn nhìn nó đẹp vãi chuối. Này nó rất là đẹp nha các bạn. Nó có một cái mùi thơm các bạn. Không, tôi muốn ngửi thật chứ không phải tôi câu giờ đâu để đặt quảng cáo đâu. Đúng là thơm mùi đồ mới, nhưng mà bây giờ mình mở ra tiếp bằng cách nào nhỉ? Như này. Nhìn. Ten 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 ten. Ồ, có chữ các bạn. Mr. Bean. Ôi các bạn ơi, tên tôi Mr. Bean nè. Khác riêng tên tôi. Tôi mềm khóc luôn các bạn. Các bạn cảm giác như kiểu làm YouTube bao nhiêu năm các bạn, và quay khoảng hàng nghìn video trên YouTube rồi, mà cảm giác được gọi là YouTube quan tâm và tặng một món quà khắc tên mình nha các bạn. Nó thực sự có ý nghĩa với mình. Nó thực sự có ý nghĩa và mình tâm sự thật nha. Mình tự nhiên mình cảm thấy mình rất muốn quay trở lại trên kênh chính của mình, cũng như là quay vlog cho bạn coi thêm nhiều nữa. Thực sự đây là động lực rất là lớn với mình các bạn. Rất là lớn đó. Rồi. Ok, tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải mở đây bên như này. Ten 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 ten. Không bán. Khẳng định là không bán. Không bán nha các bạn.
Nhìn này, zoom vào này. Custom đến mức mà các bạn nhìn thấy là nó ghi cả chữ follow của tôi này, lượt xem trong 2023 của tôi này, số lượt thích của tôi này và rất nhiều thứ khác về chi tiết của kênh của tôi luôn các bạn. Chứ nó không chỉ đơn giản là khắc tên tôi nữa. Nó có ghi một cái dòng đây các bạn, tôi muốn các bạn cùng tôi đọc cái này. Sự yêu mến của người hâm mộ hay quá các anh ơi, ngầu quá. Đây là cái các bạn thấy gì không các bạn? Comment của bạn được khắc lên trên cái hộp này. Mình nói thật với các bạn là lúc mà mình quay cái video này mình nghĩ là đây chỉ là một cái hộp quà kiểu người ta tặng cho nhiều người các bạn. Tức là hộp quà của mình cũng giống những người khác ấy. Lúc mà mình mở ra là mình vạch băng keo các bạn coi nên hộp này mình không hề khui trước và bây giờ mình mở ra và thực sự là lúc mình đang quay giờ mình bị bất ngờ luôn các bạn. Tự nhiên mình bị trùng xuống một lúc luôn á. Mình thực sự là mình cảm thấy rất là vui, mình cảm thấy rất là happy. Ở trong này thì có một cái ruy băng đỏ và có một cái hộp gì đó ở đây luôn các bạn. Cái hộp này hình như là cái hộp hướng dẫn sử dụng. Sẽ yêu cầu chúng mình là lấy cái hộp này ra này, xong rồi gắn cái con bia brick này. Đây là con bia brick nha, mình quên mất. Mình vui quá, mình chưa báo với các bạn. Đây là con bia brick. Đây là một trong những sản phẩm, nếu mà các bạn chưa biết thì có thể lên trên Google và các bạn search là bia brick, tức là một cái sản phẩm đồ chơi tự trưng bày các thứ. Thank you. Đây, các bạn nhìn nào. Thế thờ, đây là thư này là những nhà sáng tạo như bạn đã không ngừng chia sẻ vốn hiểu biết và khả năng sáng tạo của mình về vô số chủ đề trong một thế giới mà đôi khi mọi người có cảm giác là xa cách. Những kênh như kênh của bạn đã vượt qua khó khăn định hình văn hóa và mang lại không gian kết nối cho cộng đồng. Tác phẩm sáng tạo của bạn đã bắt đầu được tiếng lòng của các cộng đồng khán giả trên khắp thế giới, cũng như là mang đến những phút giây đầy tính giáo dục, giải trí, truyền cảm hứng cho mọi người theo những cách mà chúng tôi vốn chẳng thể nào mà nghĩ tới. Là một nhà sáng tạo, bạn sống tại các điểm giao thoa của nghệ thuật và công nghệ, vậy nên chúng tôi xin tặng bạn một món quà đúng với tinh thần đó là một chiếc loa. Đây là một cái loa Beer Brick và phiên bản giới hạn của YouTube. Phiên bản này là phiên bản giới hạn nha các bạn, tức là nó sẽ không có bán. Sứ mệnh của YouTube là trao cho mọi người tiếng nói và cho họ thấy thế giới. Do vậy, sự hợp tác lần này giữa các chuyên gia âm thanh của Rinaldo Isodynamic và Medicom Toy là nỗ lực mới nhất để trang bị âm thanh cho chiếc loa với giá trị sưu tầm đỉnh cao trong hình dáng của chú gấu kinh điển, sở hữu công nghệ âm thanh đa hướng Quad 360. Đây là chiếc loa Beer Brick tiên tiến nhất từ trước đến nay. Chưa hết, chúng tôi đã chọn lựa kỹ lưỡng và tô điểm cho chiếc loa này những tông màu và bộc lộ nét rực rỡ mà bạn đã mang đến cho YouTube. Chiếc loa này như một biểu tượng cho nội dung phong phú mà bạn đã tạo ra và tôi hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm ngọn lửa sáng tạo trong năm 2024 và xa hơn nữa, và chân thành cảm ơn bạn vì đã đóng góp tiếng nói của mình. Đây là một lá thư này, là lá thư chung giống như kiểu là một phiên bản được in ra cho những cái người nhận được những phần quà này ở trên toàn thế giới. Tiếp theo là một cái lá thư dành riêng cho mình, có viết tên mình không ạ? Mr. Vịt thân mến, chúng tôi vô cùng trân trọng những đóng góp và nguồn cảm hứng sáng tạo bạn đã mang đến cho cộng đồng YouTube Short trong suốt năm vừa qua. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, thành công và thỏa sức sáng tạo trên YouTube. Trân trọng quản lý đối tác cộng đồng YouTube Short VN. Mình biết cái người quản lý cộng đồng YouTube Short VN là ai luôn. Đây là chị El và mình đã có cơ hội để gặp và nói chuyện với chị El rồi. Mình cũng rất là quý chị El cũng như là quý chị Phương, anh Jack là và cả chị Ngà nữa, là tất cả những cái người mà đã, tuy rằng mình gặp họ có khi là được 1-2 lần nữa các bạn, nhưng mà các anh các chị ấy đều là những cái người mà mình cảm thấy rất là mừng, bởi vì giống như kiểu các anh chị là đang là người mà làm việc cho YouTube ấy các bạn. Và mình cảm thấy rất là ấm áp bởi vì khi mà mình thấy những cái người Việt đang làm việc cho YouTube và xuất hiện tại Việt Nam, nên là mỗi lần mình đi sự kiện mình gặp các anh chị mình đều quý lắm ạ. Mình đều rất là kiểu happy, bởi vì nói thật ra là kiểu có mấy khi được gặp nhau đâu. Mình sẽ cất cái thư này lại ở đây nha bạn, và có lẽ cái hộp này mình sẽ giữ rất là kỹ luôn á, bởi vì những cái hộp quà này mình thường là mình sẽ cất rất là kỹ. Rồi bây giờ sẽ không tào lao nữa, chúng ta sẽ đến với cả cái màn tiếp theo, là chúng ta sẽ khui cái hộp này. Đầu tiên là nếu mà theo hướng dẫn là chúng ta sẽ phải nhấc cái box bằng kính này ra. Mình sẽ để ngửa nó lên nhé. Mình sẽ nhấc nó ra thẳng trực tiếp như thế này. Rồi chúng ta sẽ lấy nó ra như này là chúng ta sẽ được một cái hộp. Hộp này có khắc tên mình nè, có logo của YouTube và có cả chỉ số của kênh mình luôn. Chỉ số chi tiết của một mình kênh mình thôi. Rồi tiếp theo nữa là trong này sẽ có một chú beer brick. Thì chúng ta sẽ nhấc nó ra nha bạn. Và nó có một cái đai. Cái đai này để giữ chặt nó. Và mình sẽ tháo cái đai này ra. Và sau đó chúng ta mới nhấc được chú beer brick này lên. Ok. Rồi mình sẽ để nó đứng đây nha. Đằng sau thì còn có một cái hộp nữa. Cái hộp này thì mình đoán, nếu mà mình đoán không nhầm thì nó là phụ kiện. Mình sẽ để cho nó đứng tạm đây đi đã. Và mình sẽ xử lý nó sau. Đây là hộp này là hộp đựng phụ kiện các bạn. Mình mở ra xem có gì nha bạn. Hộp phụ kiện này là một cái dây. Cái dây này ở đây thì là một cái dây cổng Lightning và sẽ được cắm vào trong chú beer brick này. Mình sẽ tìm chỗ cắm sau đi. Cái cổng này cổng sạc. Mình sẽ tìm chỗ cắm sau, mình sẽ bỏ cái dây này ra ngoài. Rồi, mình sẽ cất lại cái hộp này và để nó vào vị trí cũ, bởi vì mấy cái hộp này mình quý lắm các bạn. Đồ này bây giờ muốn mua cũng không có đâu các bạn. Và mình muốn tìm mua cũng không có để mà mua luôn á, nên là mình sẽ cất nó một cách rất là cẩn thận nha. Ok, mình sẽ để nó ở đây. Tiếp theo nữa là ở đây thì có một cái gói hướng dẫn sử dụng các bạn ạ. À đây, chúng ta có thể ấn vào đây để bật Bluetooth để tăng âm lượng này và kết nối với cả điện thoại. Các bạn nhìn này, ở trong hướng dẫn này là cái tay này của chú Beer Brick này, nó được thiết kế để tăng giảm âm lượng, hay không bạn? Rồi ok, mình sẽ cất nó vào lại đây. Và cái hộp này thì có lẽ là mình sẽ giữ nguyên cái hộp này đi, chứ mình cũng không muốn
thay đổi cái hộp này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hộp này sang một bên nhá, và chúng ta sẽ để những cái thành phẩm mà chúng ta đã lấy được ra bên ngoài. Rồi bây giờ thì cameraman quay cận vào đây để cho bạn được ngắm chú bia brick này. Cái con tượng này nếu như bạn nào mà chơi bia brick, nhất là bạn nào có chơi bia brick thì các bạn ấy sẽ rất là thích, bởi vì đây là hàng sưu tầm, có thể mua nhưng chỉ mua được từ những YouTuber, những người như mình thôi. Nếu mà mua ở thị trường thì mình không chắc là nó bán, bởi vì đã ghi rõ trong nội dung của thư YouTube đây là hàng sản phẩm kỷ niệm và là hàng limited. Ở đây chúng ta có thể vặn tăng giảm âm lượng của nó này, vặn to lên hoặc là vặn bé đi bằng cái tay của nó, rất là thú vị luôn, thiết kế gọi là siêu độc đáo luôn các bạn. Chúng ta có thể nhìn rõ từng cái dây điện ở bên trong này được thiết kế này để chúng ta có thể sử dụng này. Đó, nó cực kỳ kinh khủng khiếp luôn bạn. Bên này cũng thế, cũng xoay ở đây này. Đó, hai cái cần điều khiển của nó nằm ở hai bên tay, nhìn trông rất là thú vị luôn. Đằng sau gáy của chú bia brick này là một cái loa, được thiết kế là một cái loa và có thể phát ra âm thanh. Đây, tí nữa mình sẽ test âm thanh của nó cho bạn nghe nhé. Và bên này thì đây mình tìm thấy cái chỗ cắm rồi. Đây là cái nguồn điện của nó sẽ được cắm vào cái chân này, và tất cả mọi thứ thiết kế của cái con bia brick này nó là một cái bộ phận của một cái loa, và tất cả đã đều được tinh chỉnh và làm ra thành một cái con gấu nó đứng như thế này. Và nếu mà muốn trưng bày nó thì chúng ta sẽ đặt nó vào bên trong như thế này để mà trưng bày này các bạn. Ở dưới này nó có cao su nên đứng vào đây nó sẽ rất là chắc. Nếu mà trưng bày thì đứng lên đây nó không thể đổ được các bạn, nó không thể đổ được đâu. Cao su bên dưới nó bám vào cái miếng mica này, miếng nhựa này, nó đứng rất là chắc. Bây giờ thì mình sẽ thử test cho bạn nghe xem là âm thanh của chú bia brick là như nào. Ok, đã bật được rồi nha bạn. Và ở dưới này các bạn thì có đèn nó phát sáng này. Đấy, đã bật được rồi nha. Bây giờ mình sẽ để nó vào đây và mình sẽ thử phát âm thanh nhá. Bây giờ mình sẽ phải kết nối Bluetooth trước. Mình đã kết nối được Bluetooth ở trên điện thoại của mình rồi nha bạn. Và hiện tại là chú bia brick này đã kết nối Bluetooth thành công. Và bây giờ mình sẽ thử âm thanh của nó bạn. Xem mình sẽ thử nghe một bài hát. Mình không biết nên bật bài gì nhỉ. Bật bài này mình sẽ nghe cái bài của Hero Team đi. We are Hero. Bởi vì mình sợ bật nhạc lên dính bản quyền các bạn. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ thì mình sẽ thử cho bạn nghe xem âm thanh nó như thế nào nhá. Mình sẽ chuyển âm thanh vào máy quay của mình để bạn cùng nghe âm thanh của nó nhá. Who are the king? I want you to stay with me. Who are the king? Hello team, hello team. Hiện tại là mình đã test cho bạn nghe cái loa của gấu bia brick này rồi. Nhưng mà mình nói thật với các bạn là mình không dám xài nó như một cái loa đâu, mặc dù mình biết đây là cái loa, nhưng mà mình thấy nó phù hợp làm đồ trang trí hơn. Nên là mình sẽ để nó một cái vị trí nào đó mà nó phù hợp nhất để mình trang trí nó. Mình có lẽ là mình sẽ cất ra phía bên ngoài, mà thậm chí mình cũng không biết là mình có dám để nó bên ngoài không nữa, hay là mình sẽ cất nó vào bên trong cái hộp của nó bạn ạ. Nhưng mà thực sự là nó rất là có ý nghĩa đối với mình, và mình cảm ơn YouTube rất là nhiều. Và ban đầu mình nghĩ là cái video này sẽ không đủ độ dài đến mức mà tôi câu giờ nữa anh em. Editor nếu đoạn nào mà dài quá thì cắt bớt đi nha. Và ok, có lẽ là cái video khui hộp bia brick món quà đến từ YouTube của MrBeat là đến đây thôi bạn. Và mình cảm thấy rất là bất ngờ, một lần nữa cảm ơn YouTube rất là nhiều. Và cũng như là mình nghĩ rằng là mình sẽ sản xuất nhiều hơn, và mình tự nhiên mình có cảm hứng với YouTube rất là mạnh mẽ các bạn. Và cái món quà này nó thực sự nó hút cái tinh thần của mình lên rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh YouTube MrBeat, MrBeat Vlog, MrBeat Reaction. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn được thấy nhau trong nhiều năm nữa nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.